Xin chào mọi người, xin chào chị yêu ạ. Dạ rồi, em chào mọi người ạ. Các chị ơi, em đã quay trở lại livestream rồi đây. Hôm nay Dori mới về mã mới mà sale rẻ lắm các chị yêu nha. Cho nên chị yêu nào vào coi livestream để lại comment cho em ạ. Hello mọi người, xin chào chị yêu luôn nè. Mọi người ơi, ai mình đã vào coi livestream rồi thì nhanh tay để lại comment cho em liền các chị yêu nha. Hôm nay mà sản phẩm em mặc đây là DK001 đẹp mà nó đẹp mà em đang sale với mức giá cực kỳ ưu đãi luôn, phải gọi là sale rẻ nhất từ trước tới giờ cho chị yêu mình luôn. Chị nào vào coi live thì chấm bài tương tác lên like giúp em nha. Mọi người ơi, mã sản phẩm của em đang mặc đây là DK001, hôm nay đang sale dành cho chị yêu mình trong khung giờ livestream với đầy đủ đó là 4 tông màu. Thứ nhất là màu em mặc đây là đen hoa đỏ nè, có cho chị yêu mình là màu vàng đồng nè, màu hồng đất với lại là tông màu đen hoa tím, giá sale 350.000 đồng các chị yêu nha. Ngoài ra các chị yêu mọi người đặt hàng trên live chia sẻ live là còn được free ship giao hàng nữa. Hiện tại mẫu đầm này là mã mới về, giá em bán là 580.000 một đầm. Nếu như mà chị yêu nào đặt hàng ngoài giờ livestream nè, nhắn tin vào cho trang bay thì giá sẽ là 580, nhưng mà trên live ngày hôm nay em sale 350.000, sale cho chị yêu mình không lợi nhuận nha. Cho nên là chị yêu nào mọi người vào coi livestream rồi thì nhanh tay đặt hàng trên live giúp bên em. Ai mọi người đã đang theo dõi livestream này thì cho em một chấm tương tác liền để em giới thiệu cho chị yêu mình thật là kỹ về cái mặt sản phẩm này các chị yêu nha. Mọi người ơi, thật sự là một em đầm đi, một cái mẫu đầm cho bên em là hàng thiết kế nhưng mà đang bán với giá là 350 thì là không có, từ trước tới giờ là không có giá này. Nhưng mà ngày hôm nay khi các chị yêu mình mua trong giờ live và chia sẻ live thì các chị được chốt giá 350. Đây em có cho chị yêu mình là màu đen các chị yêu nha. Ở đây em có cho mọi người là màu, đây là màu vàng đồng. Mọi người coi nè, hàng thiết kế tem mạc đầy đủ là của Dori. Bốn tổng cộng là em có tới 6 size M, L, XL cho tới size 4XL các chị nha. Tổng cộng là em có 6 size các chị hoa, từ M đến 4XL luôn và 75 cái đổ về là vừa. Hiện tại mẫu này đang có là màu vàng đồng nè. Em có cho chị yêu mình đây sẽ là gam màu hồng đất. Mọi người coi cái màu hồng đất gần lại cho bên em nha. Rất là nhiều chị yêu đã đặt cái màu hồng đất rồi. Cái chất này của bên em mặc lên cực kỳ mềm và mát. Nó là chất liệu lụa mango các chị yêu nha, là hàng cao cấp mà em đang bán từ giá gốc 580. Hôm nay chị nào mua trên live sale luôn 350 các chị nha. Vải đẹp cực kỳ và vải phải gọi là siêu mềm và siêu mát luôn. Mẫu này em có tổng cộng là 4 màu tha hồ cho chị yêu mình lựa chọn nha. Ai chốt đơn ghi giùm em là DK001 kèm số để em ngồi gần cho chị yêu mình xem. Đẹp lắm mọi người ơi. Cái đầm này mà chị nào bỏ qua thật sự rất là tiếc, bởi vì mọi người biết không, bình thường một cái đầm em bán giá là 500 mấy, là hàng thiết kế của Dori luôn, thì giá là 580, 650 một đầm đúng không ạ. Hôm nay cái mẫu đầm này đang có giá là 580 nhưng mà em sale 350.000, chỉ có 350.000 thôi các chị ơi. Một bình các shop mà người ta bán 350.000 đồng một cái đầm thiết kế, chỉ có hàng sale hoặc là hàng lẻ size mới có giá này. Nhưng ngày hôm nay em về cho chị yêu mình một mã thiết kế mới hoàn toàn DK001 các chị yêu, thấy không, mã mới hoàn toàn các chị yêu nha. Phần cổ em thiết kế sẽ là cổ tròn có phối giọt nước, sẽ làm người của các chị yêu mình trở nên mềm mại hơn. Phần tay làm dáng tay ngắn mùa hè như vậy thì mặc quá là thích hợp rồi. Phần eo em làm chít eo trên nhưng mà phần bụng này các chị nhìn thấy không, cái đầm này là hàng thiết kế nhá, và cái bụng nó ôm sát như đâu các chị ơi, cái bụng nó cực kỳ là thoải mái luôn. Và các chị yêu mình ngồi giống như em như thế này, khi chị đi chơi đi du lịch các chị ngồi xuống nha, nó cũng không hề bị lộ ngấn bụng này kia đâu. DK một em có tổng cộng là 6 size, size M, size L, size XL, size 2X, size 3X và size 4XL, 75 kg đổ về là vừa. Nếu như mà không chia sẻ em sẽ không bán nha, bởi vì giá gốc là 580 nhưng mà em sale trên live còn có 350 thôi. Đây là cái giá mà kiểu tri ân dành cho chị yêu mình đặt hàng trên livestream. Và ngoài ra mọi người biết không, một cái mẫu đầm này em đã sale từ 580 cho đến 350 rồi mà còn thêm làm miễn phí giao hàng luôn. Đó các chị thấy không ạ, bình thường người ta sale tiền ship đồng giá 340.000 một đơn hàng. Ngày hôm nay các chị đặt hàng trên livestream của Dori, các chị mua cái mã DK001 này 350 và em free ship cho chị yêu mình luôn. Thật sự là rất rẻ các chị yêu nha. Mọi người lưu ý giùm em là cái vải em mặc đây là lụa mango cao cấp, mặc lên rất là mềm và mát, không mỏng và không nhăn. Cảm ơn chị yêu Hạ Thương lấy DK001 nè. Ok, chị yêu Hướng Dương lấy DK001 52 kg nha. Em cảm ơn chị yêu Thiên Ân lấy DK001 luôn. DK001 kèm với số điện thoại với giá đó là 350. Mọi người ơi, chiều dài mẫu đậm này sẽ là 100 cm, dài qua gối luôn ạ. Em xoay một vòng cho chị yêu mình xem giúp em nè. Cái form đầm các chị thấy không?
xong, dáng đầm nó sẽ là đầm xòe bồng như thế này và vải may rất là nhiều. Cái đầm này là may rất là tốn vải mà bán chỉ có 350 ngàn thôi. Tổng cộng mình có 4 gam màu các chị yêu nha. Màu em mặc đây là đen hoa đỏ, mặc dù là cái hoa tông đỏ nhưng mà nền đen cho nên làm nhìn người các chị rất là gọn luôn. Em có đây sẽ là tông màu vàng đồng các chị yêu nha. Mọi người ơi, đây là tông màu vàng đồng kết hợp cùng với họa tiết hoa 3D. Màu vàng thì các chị yêu biết là mặc lên da sẽ rất là trắng da rồi. Gam màu vàng này thì nó sẽ là trẻ trung hơn các chị yêu ha. Ngoài ra em có thêm các chị yêu mình, đây sẽ là gam màu hồng đất, hiện tại đang bán rất là chạy. Chỉ có 350 ngàn một đầm thôi và chia sẻ like miễn luôn phí giao hàng, giá gốc 580. Ngoài giờ like đó là giá 580, trên like này bán sale không lợi nhuận 350 luôn các chị yêu nha, free ship giao hàng. Cái mẫu này là mã hàng mới, không phải là mã trước đây em đã like rồi đâu ạ. Mã này là mã hoàn toàn mới các chị yêu nha. Và hôm nay các chị yêu mình mua được một cái mã hàng mới mà giá có 350. Các chị ơi, đây là hàng thiết kế cao cấp của Dori và chất liệu vải của bên em là chất liệu vải nhập các chị yêu nha, chứ không phải là như những cái mẫu hàng ở trên thị trường đâu, không phải là những cái hàng tồn, hàng cũ hay là hàng lẻ sai, mà đây là một thiết kế hoàn toàn mới, tem mà còn đầy đủ luôn. Đó, 350 thôi, rất là rẻ và rất là đẹp các chị nha. Đó, các chị nhìn dáng váy cho em may tốn vải cực kỳ luôn. Màu này sẽ là tông màu đen hoa tím, ai nhanh tay có đơn, bởi vì đầm này số lượng không có nhiều đâu các chị nha. Chị Hoa Nguyễn lấy mã DK001 đen hoa đỏ 350 em miễn ship ạ. Ok, chị Thiên Thiên lấy DK001. Ok, chị yêu Hạ Thương nha, nghe máy xác nhận đơn giùm bên em. Mọi người ơi, DK001 350.000, nghe máy xác nhận có đơn, nhớ chia sẻ like em miễn ship. Cảm ơn chị Trang Hoàng lấy DK001. Ok, chị yêu Thúy Kiều, đầm này các chị có thể làm mua về tặng quà cho bạn bè người thân. Bởi vì sao? Bình thường các chị thấy không, một cái mã thiết kế này 500 mấy, người nhận người ta cũng biết về chất lượng luôn, cầm lên chất vải là người ta đã biết là hàng cao cấp rồi. Nhưng hôm nay em bán có 350 mà các chị được miễn phí giao hàng đến tận nhà cho em. Mặc chật mặc rộng em vẫn hỗ trợ đổi size bình thường. Nếu như mà trước đây á, các chị yêu mình mua những cái lúc mà em sale á, sale 350 á, các chị yêu đã từng coi livestream của em sale mà lúc mà sale 350 đúng không ạ? Nếu như các chị mặc chật mặc rộng em sẽ không hỗ trợ đổi size. Nhưng mà riêng cái mã này là em về đầy đủ size, full size từ M tới 4X luôn. Cho nên là ví dụ các chị mặc chật mặc rộng em hỗ trợ đổi size luôn nha. Đó, DK001 đen hoa tím nè, DK001 màu vàng đồng, DK001 màu hồng đất nè các chị yêu nè, và màu em mặc là đen hoa đỏ. Mỗi cái màu nó sẽ có một cái kiểu đẹp khác nhau. Ví dụ như là màu hồng với màu vàng nó sẽ là màu tươi hơn, mặc lên trẻ. Còn màu em đen hoa đỏ với đen hoa tím thì nó sẽ gọn dáng và rất là trắng các chị yêu nha. Sale còn 350, DK001 kèm số điện thoại, đầy đủ size từ 75kg đổ về là vừa, thiết kế túi hai bên như thế này. Cái lụa này của em đó là lụa kiểu như là lụa mango hàng nhập nha các chị nha. Lụa này là lụa cao cấp, mặc lên cực kỳ mát và nó không có bị dính vào người đâu các chị ơi, yên tâm. Vải xòe bồng và mặc lên mát mềm như thế này rất là thoải mái, đặc biệt là trong mùa hè này các chị yêu nha. Thời tiết ba mấy 40 độ các chị mặc một cái đầm tay ngắn dáng xòe như vậy quá đẹp luôn. Cái đầm này các chị mặc đi chơi, đi du lịch, đi tiệc đều được, hay là cuối tuần mọi người đi cà phê với bạn bè người thân, hay là các chị yêu mình đi du lịch nha, rất là sang. Mà giá có 350 ngàn đồng thôi các chị yêu nha. Dạ rồi, đằng trước shop gửi chưa. Dạ chị yêu Hoa Nguyễn ơi, size L, ok chị yêu lấy mẫu đầm này là DK001 nha. DV077 hả? Chị yêu ơi, mình đặt đầm DV077 khi nào để em kiểm tra đơn cho mình nha. Sẽ có nhân viên em nhắn tin cho mình luôn nha chị nha. DK001 là đầm em mặc sale 350 nha. Và ngoài ra em free ship giao hàng, hỗ trợ đổi size nếu như không mặc vừa, full size MLXL tới 4XL. Đây là phông nghiêng của dáng đầm nè, các chị nhìn thấy không? Đằng sau em làm khóa kéo, phông mặc lên rất là đẹp nha. Đầm này size chuẩn giúp em các chị ha. Đây váy nè. Đó, xòe bồng nó, nói chung là mát lắm. DK001, ai mình đặt hàng có nhân viên tư vấn size nha. Dạ rồi, shop em gửi rồi nha chị ơi, có gì mình đợi nhận hàng giúp em nhé. Bởi vì hàng thiết kế á, cho nên là vì vậy là nó hơi chậm hơn một xíu, chị thông cảm nha chị Hoa Nguyễn nha. Bên em đã gửi hàng rồi chị ơi, mình đợi nhận hàng giúp em đi ạ. Mọi người ơi, ai đặt DK001 thì nhanh tay em qua mẫu nha. 4 màu hiện tại đang sale từ 580 còn 350. Ngoài khung giờ livestream em bán giá bình thường 580, trên giờ live em sale 350, bởi vì cái mã này là mã hàng tri ân cho khách đặt trong live.
tri ân cho khách đặt trong live và chia sẻ livestream này giúp em, còn có 350 một đầm, free ship một mã mới và đầy đủ size, chất liệu vải nhập cao cấp nha các chị yêu nha. Nền em mặc đây là đen hoa đỏ và các chị thấy không, cực kỳ đẹp luôn, mà hoa này là hoa 3D nữa đó, rất là sang các chị ha. Đó, chị yêu nào mình đặt hàng thì tranh thủ chốt đơn liền giúp em, có tới 4 màu lận các chị yêu nha. Chào chị yêu chào chị yêu Thúy Trần Minh đã vào coi livestream của em nè. Chị yêu nào mọi người lên đơn thì kèm với số điện thoại nhân viên em sẽ tư vấn các chị yêu nha. DK001 cái kiểu mà giọt nước này á, mặc không bao giờ lỗi thời thật sự luôn. Cái kiểu giọt nước này em đã về mấy mã là kiểu như vậy rồi, nhưng mà khách hàng vẫn rất là thích, bởi vì kiểu nó mặc đơn giản, mặc được nhiều lần và mặc kiểu như là không lỗi thời, mặc theo 5 tháng. Đây sẽ là tông hồng đất nha các chị yêu nha, hồng đất cho em. Rồi đây sẽ là gam màu cho bên em là màu vàng đồng. Em chọn những cái màu này đều là những cái màu rất là trắng da, cho nên các chị yên tâm giúp em. Rồi có cho chị yêu mình đây là màu đen hoa tím. Đen hoa tím này thì nó sẽ là đầm thắm các chị nha, rất là sang luôn. Đây các chị nhìn là công sở trung niên mặc đều được các chị ơi, công sở trung niên mặc đều được luôn, cho nên các chị có thể là mua về tặng quà các chị yêu ha. Chỉ có 350.000 thôi mà được free ship luôn ạ, hỗ trợ đổi size nha. Đầm này là giá sale nhưng vẫn sẽ hỗ trợ đổi size, giống như các chị yêu mình mua đầm giảm niêm yết luôn. Rồi bây giờ em qua mẫu đây, ai nhanh tay thì kèm số điện thoại DK001 kèm với số điện thoại giúp em sẽ qua mẫu các chị yêu nha. Xoay một vòng cho chị xem nè, đó rất là đẹp luôn ạ. Em cực kỳ thích mẫu này, vải mát lắm mọi người ơi. Bây giờ thì em lên mã mới đây. Các chị đặt hàng nhớ nghe máy xác nhận nhân viên em tư vấn nha. Cảm ơn chị yêu Tiên Ân lấy DK001 size M nghe máy xác nhận giúp em. Rồi bây giờ em qua mẫu mới, các chị yêu coi like chấm bài tương tác giùm em. Các chị ơi bây giờ em sẽ chuyển sang mã sản phẩm tiếp theo. Mọi người coi live stream thì đợi em một tí xíu, bây giờ em sẽ đi thay mẫu mới các chị yêu nha. Dạ rồi các chị ơi, bây giờ em lên mã mới tiếp theo, đó là mã DV036, một cái mã đầm dạ hội các chị yêu nha. Chị yêu nào mọi người vào coi like rồi thì đặt hàng trên like giúp em. Bây giờ em sẽ lên đầm cho các chị yêu mình là đầm dạ hội màu màu cam đất, mà hồi bữa em đã về cho các chị yêu mình rồi, rất là đẹp, DV036. Chị yêu nào mọi người coi like thì chốt đơn nha. Cảm ơn chị yêu Thủy Nhung Tuyết Nguyễn đã vào coi like của em. Xin chào chị yêu Thủy Trần Minh, xin chào chị Cẩm Nguyễn nha. Bây giờ em qua mẫu mới các chị ơi. Mã sản phẩm tiếp theo của bên em sẽ là một em đầm đầm đi tiệc các chị yêu nha. Mã sản phẩm là DV036. Chị yêu nào mọi người vào coi live stream hôm nay thì đặt hàng trên live giúp bên em. Các chị ơi đầm DV036 này màu nó là tông màu cam đất, mặc lên da cực kỳ trắng da luôn à. Đây các chị yêu xem giúp em nha. Form đầm cực kỳ đẹp luôn, bởi vì cái mẫu này á em đã bán rất là nhiều rồi và khách hàng nhận được hàng rất là nhiều. Chị yêu thích cái mẫu này do mẫu này là một cái mã hàng thiết kế đính kim sa cao cấp các chị yêu nha. Hôm nay chị yêu nào mọi người vào coi livestream, chốt đơn trên like là DV036 và kèm với số điện thoại giúp bên em. Mọi người ơi, mã đầm dạ hội của em đang mặc đây đang được sale cho chị yêu mình với giá là 859.000 đồng các chị yêu nha. Ai mình đặt hàng kèm số điện thoại trên like giúp bên em. Chị yêu nào mình lấy đầm DK001 kèm số nha. DK001 giá bán sẽ là 350.000 miễn ship. Đầm em mặc là DV036 giá là 859k. Đây các chị yêu mình nhìn dáng đầm cho em nào.
Mọi người ơi, đầm này cực kỳ đẹp luôn các chị ha. Mã sản phẩm của em đang mặc đây hai lớp, ở bên ngoài là cái chất liệu lụa mềm và bên trong sẽ có lót cho chị yêu mình luôn. Với thiết kế cho bên em đó là chất liệu vải, đó là von von hàn, ở bên ngoài là von hàn, bên trong là lót lụa, cho nên là mặc lên cực kỳ mềm mại các chị nha. Đối với mã số sản phẩm là DV036, em đang bán trong khung giờ livestream đó là giá 859.000. Ngoài ra em còn thêm free ship giao hàng đến tận nhà cho chị yêu mình luôn. Các chị thấy dáng cổ mà cái cổ này em may cho chị yêu mình đó là cổ lục giác, kiểu như rất là đẹp và sang, kiểu lạ mắt nữa. Nó là dáng cổ cách điệu các chị yêu ạ. Và phần tay của bên em sẽ làm cho chị yêu mình là tay ren thêu. Mọi người ơi, cái mẫu đầm này cho bên em nó sẽ là ren, là thêu, gọi là thêu thủ công nha, chứ không phải là hoa dán lên đâu, mà cái này là được thêu, được đính bằng thủ công là may tay á, và rất là đẹp luôn. Các chị nhìn ở ngay cái phần trước ngực cho bên em với phần tay nè, ren tay cực kỳ đẹp luôn. Cái này các chị yêu mình có làm thêm cái viền đăng ten tạo cảm giác là mềm mại hơn cho phần tay. Phần eo thiết kế là xếp ly cho chị yêu như thế này, và có cho chị yêu mình nhún eo nữa các chị yêu nha. Nói chung mẫu này vừa đơn giản vừa dễ mang. Mã sản phẩm đó là DV036 kèm số trên like giúp em. Hiện tại em đang bán đầm này có giá là 859.000 các chị yêu nha. Chất vải cực kỳ đẹp luôn, mặc lên cực kỳ mềm và mát. Đây em đứng xa cho chị xem nha. Chiều dài của cái đầm Messi, chiều dài của cái đầm dạ hội này là dài cho chị yêu mình 130 cm. Và mọi người ơi, ở bên ngoài một em đầm dạ hội đang bán giá 1 triệu mấy một đầm. Ngày hôm nay các chị yêu mình đặt hàng trên livestream thì các chị sẽ được sale còn 859k. Các chị được free ship giao hàng đến tận nhà, được hỗ trợ đổi size nếu như không mặc vừa. Và ngày hôm nay nếu như mà chị yêu nào mình đặt đầm DV036 này, tặng kèm một nón bảo hộ cho em nha. Đây, cái nón bảo hộ là như thế này. Mọi người ơi, cái nón này là bên em đang có chương trình là hóa đơn trên 500 ngàn là được tặng nha. Đầm DK001 là hóa đơn 350 là chưa có được tặng đâu ạ. Cái mẫu này của em là hóa đơn trên 500 ngàn. Cái nón bảo hộ là như thế này các chị nha. Có nghĩa các chị mua về, các chị đi ra ngoài, các chị đổi lên, hoặc là khi các chị yêu mình tiếp xúc với ai, mình đổi lên như vậy nó sẽ là an toàn cho mình hơn. Bởi vì mùa nắng nè, rồi vi khuẩn nè các chị nha, thì các chị yêu mình có thể là đổi cái này lên để tránh bệnh này kia luôn các chị nha. Và em có hai size, thứ nhất là size nhỏ với lại size vừa là như thế này. Này là size S này các chị nè, có này là size M các chị ha. Đó, và đặc biệt là có nhiều màu, màu xanh, màu vàng, rồi có các chị yêu mình là màu kem. Thì bên em không có chọn màu các chị nha. Các chị sẽ được tặng kèm một em nón bảo hộ giá là 250. Cái nón này hôm bữa em bán giá 250. Hôm nay các chị mua đầm hóa đơn trên 500, bên em sẽ tặng luôn các chị nha. Rồi mọi người ơi, ai đặt mẫu đầm DV036 này nhanh tay giúp em 859k. Màu lên các chị yêu mình sẽ là gam màu cam đất, mặc cực kỳ trắng da luôn mà đầy đủ size. Đầm này thì các chị mặc đi tiệc này kia ok nha, đầy đủ size cho mình luôn ạ. Có size M nè, size L, XL cho tới size 2XL, và dành cho chị yêu nào mọi người từ 70kg đổ về là vừa. Chị Nguyễn Mai lấy DV036 size XL, chị yêu Anh Minh lấy DV036 cho chị một cái, ok chị yêu nha. Mọi người ơi, giá bán của mẫu này sẽ là 580 nha chị yêu nha. Ok, chị yêu Lê Minh Tuyết lấy DV036 580 ạ. Phi ship giao hàng đến tận nhà, đẹp quá. Em nhầm, cái mẫu này là 859k. Các chị ơi, DV036 này là giá 859k, em nhầm nha. 859k và phi ship giao hàng đến tận nhà. Đây là một mã dạ hội các chị yêu nha. Giá là 859k miễn ship. DV036 ai nhanh tay có đơn chậm tay hết hàng. Ngoài ra được phi ship giao hàng đến tận nhà luôn. Mọi người đặt hàng thấy số lạ gọi tới nghe máy xác nhận giùm em. Giờ em qua mẫu các chị yêu nha. DV036 nha mọi người, 859k. Cảm ơn chị Cẩm Nguyễn đẹp quá, nhớ nghe máy xác nhận giùm em ạ. Sẽ có nhân viên tư vấn nha. Rồi mọi người ơi, bây giờ em qua mẫu mới đây, sau đó em sẽ quay trở lại trong live tiếp theo. Các chị đặt hàng ghi là DV036 kèm số, sẽ có nhân viên tư vấn. Em sẽ đi thay mẫu đây nha, sau đó em sẽ quay trở lại liền. Cảm ơn các chị yêu ạ.